Chào các bác, hôm nay em phối cho các bác một cấu hình hát karaoke rất là phổ thông bây giờ, anh em rất là chuộng. Một cấu hình có thể nói là thay thế rất là xứng đáng những dòng 3203N và 506N mãi Jaguar của Hàn Quốc. Đình đám bấy lâu nay và bây giờ giá thổi lên rất là cao. Và quan trọng nữa là mua được con 506 203N zin giờ rất là khó, giá đội lên rất là cao. Trong khi bây giờ anh em xu thế là sẽ dùng một cục đẩy, một con vang. Thì đây là một cục đẩy là của em, là cục đẩy Ramsar. Còn đây là con vang. Hiện tại em đang cho ghép với cả hai cặp BMB, hai cặp BMB X21 em đấu đây. Đây là một cặp, xong rồi em chia dây ra đấu sang con kia. Đây là một kiểu đấu, đây gọi là kiểu đấu song song. Đang cho chạy hai cặp này. Đấy, cấu hình này thì các bác hát rất là hay. Để em tắt quạt đi cho nó đỡ ổn. Em search trên mạng xem những bài karaoke. Những bài karaoke anh em có thể hát rất là hay, rất là bắt mic. Alo.